Chào mừng các bạn đã đến với kênh Ẩm thực miền quê. Hôm nay Ẩm thực miền quê xin chia sẻ với các bạn tác dụng của ốc heo đối với sức khỏe. Bạn nên biết nhé, các bạn biết rằng ốc heo là một trong những loại thực phẩm mà rất là hay xuất hiện trong bữa cơm của người Việt Nam chúng ta. Vì người Việt chúng ta quan niệm rằng ăn gì bổ đấy. Do vậy muốn ốc heo, món ốc heo ấy thì thường xuất hiện trong mâm cơm của gia đình người Việt. Mong muốn là tốt cho trí não các bạn nhé. Cho nên là thường được xuất hiện trong mâm cơm của chúng ta rất là nhiều. Không những thế, giá trị dinh dưỡng của một cái ốc heo vừa khoảng 85g, chứa 127 năng lượng và 10,3g chất đạm, 9,2g chất béo và 2,1g chất béo bão hòa, 2,115mg cholesterol và 120mg natri các bạn nhé. Và 258mg kali các bạn ạ. Nhìn chung ốc heo chứa nhiều chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất quan trọng cho cơ thể. Không như các loại nội tạng khác thì ốc heo có hàm lượng protein thấp hơn. Thế nhưng đây lại là một loại protein hoàn chỉnh với 9 axit amin thiết yếu ạ. Ốc heo chứa lượng chất béo cao nhưng chủ yếu là axit béo không lo và 65 lượng calo nhé. Nó đến từ chất béo cao hơn nhiều so với các loại thịt nội tạng khác các bạn ạ. Chất béo trong ốc heo giàu DHA và các axit amin thiết yếu khác như omega 3. Cho nên là ốc heo được sử dụng rất là nhiều trong mâm cơm của người Việt. Lợi ích của ốc heo mang lại đối với sức khỏe, thứ nhất là cải thiện tâm trạng. Ốc heo chứa nhiều vitamin có thể giúp cải thiện tâm trạng và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Vitamin B cũng được chứng minh là giúp loại bỏ các sản phẩm phụ của protein như homocysteine nhé ra khỏi não. Điều này rất là tốt cho những người mắc bệnh trầm cảm ạ. Cái thứ hai là điều trị rối loạn tiền đình. Các bạn biết rằng ốc heo kết hợp với ngải cứu là món ăn chữa rối loạn tiền đình hiệu quả và đã được nhiều người sử dụng các bạn nhé. Áp dụng thành công đối với bệnh tiền đình các bạn ạ. Đây là phương pháp dân gian trị rối loạn tuần hoàn lão hay là cải thiện chứng ngủ mất ngủ ấy, cải thiện mất ngủ hay là giật mình, mờ mắt, hoa mắt, chóng mặt đấy ạ. Nên được áp dụng rất là nhiều đối với những người có tuổi thì tình trạng rối loạn tiền đình trở nên trầm trọng hơn và cái món ăn này này rất là phù hợp, vừa giá thành rẻ mà lại tốt nhé. Thứ ba là cân bằng nội tiết tố. Ốc heo tốt cho cả nam và nữ trong việc cân bằng nội tiết tố. Thực phẩm này có khả năng tăng cường độ DHEA các bạn nhé, cho cơ thể. DHEA là một hormone quan trọng ngăn chặn tác dụng dị hóa nhé và kích thích sự phát triển của xương, thúc đẩy lưu thông khí huyết, bảo vệ tuyến thượng thận và tuyến giáp. Nó cũng tốt cho làn da của chị em phụ nữ ạ. Và cái thứ tư nữa là trị suy nhược thần kinh. Theo đông y, ốc heo có tính hàn, vị ngọt và có thể chữa đau lửa đầu hoặc suy nhược thần kinh. Để đạt hiệu quả như mong muốn thì cần áp dụng trong thời gian dài và kết hợp với một số thực phẩm khác như là đông trùng hạ thảo hay là ngải cứu hoặc là thuốc bắc các bạn nhé. Để chúng ta kết hợp giữa món ăn và để cho cơ thể của chúng ta tốt hơn, không bị cái tình trạng suy nhược thần kinh này. Thứ năm là tốt cho phụ nữ mang thai và thai nhi. Ốc heo là nguồn thực phẩm giàu đạm, đồng thời cũng rất giàu vitamin và khoáng chất như axit béo và cung cấp cho chúng ta dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi.
Trong ốc heo có chứa lượng omega 3 và DHA. Có trong ốc heo là một nguồn dưỡng chất quan trọng để phát triển hệ thần kinh cho các em bé ở trong bụng mẹ nhé. Và omega 3 trong ốc heo cũng giúp mẹ bầu giảm được nguy cơ mắc bệnh về tim mạch và huyết áp cao nhé. Cải thiện được quá trình lưu thông máu, giảm viêm nhiễm trong quá trình mang thai ạ. Thứ sáu là hỗ trợ phát triển của trẻ em. Ốc heo giàu omega và DHA. Đây là những chất dinh dưỡng cần thiết và rất là quan trọng cho sự tăng trưởng cũng như phát triển của trí não trẻ nhỏ trong thời kỳ trong bụng mẹ các bạn nhé. Đó cũng là lý do mà nhiều bà mẹ mua ốc heo về để chế biến thành các món ăn ngon cho trẻ nhỏ, như là cho trẻ ăn dặm hay là trẻ ăn kết hợp ốc heo với bí đỏ, rất là tốt cho trí não của trẻ các bạn ạ. Thứ bảy là tốt cho người già nhé. Ốc heo hỗ trợ não tạo ra các kết nối thần kinh mới, sửa chữa các tế bào não bị lỗi trong và bảo vệ các tế bào não khỏe mạnh các bạn nhé. Đối với những người già, tình trạng suy giảm trí nhớ, nhớ quên quên hay là Parkinson ấy các bạn ạ, rất là nhiều Alzheimer ạ. Cho nên là ốc heo là một trong những thực phẩm rất là tốt ạ. Điều này giảm nguy cơ mắc các bệnh đối với người già rất là hiệu quả, cho nên người già cũng nên sử dụng nhiều nhé. Như vậy là trên đây mình đã chia sẻ với các bạn tác dụng của ốc heo đối với sức khỏe, bạn biết nên biết nhé, để cho gia đình nhà mình ạ. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đây ạ, mình ngắt này cứu các bạn nhé, rất là nhiều ngon. Đây là rau khoai lang các bạn nhé, một loại rau rất là tốt đối với sức khỏe. Và mình ra vườn mình sẽ ngắt một nắm rau khoai lang này.